Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chín người Việt Nam bị bắt giữ ở Thái Lan vì hành vi bắt cóc. Ngày 27 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, cảnh sát Thái Lan bắt giữ chín người Việt Nam vì bắt cóc một người Thái Lan, một người Đài Loan. VOA trích dẫn nguồn tin từ các hãng tin quốc tế cho hay, nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ chín người đàn ông Việt Nam ở Bangkok với cáo buộc giam giữ trái phép một phụ nữ Thái Lan và một người đàn ông Đài Loan đồng thời đã đánh đập người đàn ông, đã ép ông ấy trả khoản nợ 1,7 triệu baht từ một giao dịch về tiền mã quá. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời Thiếu tướng Cảnh sát Nutanat, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập cảnh Thái Lan cho hay, giới chức Thái Lan đã tiến hành điều tra sau khi nhận được thông tin rằng một nhóm công dân nước ngoài đã bắt giữ một đôi nam nữ vì chuyện nợ nần. VOA dẫn các trang tin quốc tế. Theo đó, người phụ nữ Thái Lan được nêu tên là Suchada, 33 tuổi, và người đàn ông Đài Loan là Li, 21 tuổi. Các điều tra viên phát hiện rằng những nghi phạm là công dân Việt Nam điều hành một cơ sở kinh doanh tiền kỹ thuật số ở Thái Lan, cư trú tại lách Pháo, soi 41, ở khu vực Chanh Ca Sẻm của quận Chạc Tù -tạc. VOA cho biết cảnh sát đã theo dõi hoạt động của những người bên trong ngôi nhà. Họ nhận thấy có nhiều người ở đó và hành xử một cách đáng ngờ. Theo VOA, ngày 25 tháng 9, một số người đàn ông đã lên một xe ô tô đeo biển số giả và rời khỏi ngôi nhà. Sau đó, các sĩ quan cảnh sát đã lần theo dấu vết của họ đến một nhà kho ở tỉnh Suphanburi. Đêm hôm đó, chiếc xe rời khỏi nhà kho và quay trở lại ngôi nhà ở lách pháo Soi 41. Nhóm người đáng ngờ đã đưa một người đàn ông và một người phụ nữ ra khỏi xe. VOA tiếp tục dẫn các hãng tin quốc tế cho biết, Cục xuất nhập cảnh Thái Lan đã nhận được thông tin từ các quan chức Đài Loan ở Bangkok rằng cha của ông Lee đã nộp đơn trình báo với cảnh sát ở Tân Đại Bắc sau khi con trai ông gọi điện cho gia đình ở Đài Loan, đề nghị họ chuyển tiền cho ông ấy. Ông Lee đã nói với cha mình rằng ông bị một nhóm người đàn ông Việt Nam bắt giữ, hành hung và đe dọa sẽ giết ông. Và đây là hình chính người Việt bị bắt giữ tại Bangkok. VOA cũng cho biết cảnh sát đã tìm thấy bà Chuchada và ông Lee trong một căn phòng của ngôi nhà. Chính người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ. Cảnh sát cũng thu giữ một khẩu súng lục 33 viên đạn và hai xe hơi. VOA dẫn lời khai của bà Suchada trong quá trình thẩm vấn nói rằng bà là bạn gái của ông Lee. Một nhà môi giới người Thái đã đưa họ đến ngôi nhà vì ông Lee muốn mua tiền kỹ thuật số thờ trị giá khoảng 1,7 triệu baht, tương đương hơn 52.200 đô la Mỹ. Hai ông bà sau đó đã gặp một người đàn ông có tên là Phạm Ngọc và thảo luận việc mua bán. Những người đàn ông Việt Nam đã chuyển số tiền kỹ thuật số tương đương với 16,3 triệu baht và một ví kỹ thuật số do ông Lee cung cấp. Tuy nhiên, ông Lee đã không chuyển số tiền Thái Lan cho nhóm người Việt. Vẫn theo VOA, ông Lee chỉ là đại diện cho một người đàn ông khác tên là Aton. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Aton đã cắt đứt liên lạc, thiếu tướng cảnh sát cho biết. VOA dẫn lời khai của ông Lee với cảnh sát rằng những người đàn ông Việt Nam đã khống chế ông Lee và bà Suchada. Họ đã đánh người đàn ông Đài Loan bằng ống kim loại và trói một sợi dây quanh cổ ông. Họ cũng đe dọa sẽ dùng kéo cắt đứt ngón tay của ông. Có lúc họ đánh vào đỏ ông bằng súng và đe dọa sẽ giết ông nếu ông không trả lại tiền. VOA cho biết thêm, cảnh sát xuất nhập cảnh đã thu hồi giấy phép lưu trú của chính người Việt Nam và thu giữ vũ khí xe cộ của họ. Các nghi phạm đã được bàn giao cho đồng cảnh sát Pahayothin để xử lý theo pháp luật. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chính người Việt Nam bị bắt giữ ở Thái Lan vì hành vi bắt cóc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những thất bại của Tô Lâm trong chuyến đi Mỹ vừa qua Ngày 25 tháng 9, tác giả Nguyễn Hữu Vinh trên AFA Blog có bài bình luận Món quà không được giá. Tác giả cho rằng ông Tô Lâm đã có dịp may hiếm có để được mang danh là Tổng bí thư Đảng Cộng sản đi họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhờ vào việc kiêm nhiệm chủ tịch nước. Và đây là hình bài trên blog Nguyễn Hữu Vinh, AFA. Theo tác giả, nhân dịp này Tô Lâm quyết lên đường đi Mỹ sang tận hang ổ của bọn tư bản giải chết để hiện thái độ sòng phẳng mẹ nó sợ gì mà thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã vạch ra tác giả mỹ mai những thất bại liên tiếp của thời đại nguyễn phú trọng mà cái gọi là chống tham nhũng được đưa ra như một sự nghiệp vĩ đại của đảng tô lâm gặp được thời cơ để leo lên chức vụ cao nhất trong hệ thống thế là từ một tay chuyên nghề chém giết bỏ tù bắt cóc và ám sát bắt bớ và thảm sát với bàn tay vấy máu dân lành và cả đồng chí của mình tô lâm trở thành người lãnh đạo cao nhất của đảng Tuy nhiên, tác giả đánh giá, súng đạn, nhà tù và cơ chế cộng sản không thể tạo ra một tô lâm với đầy đủ sự chính danh, uy tín và nhất là sự kính trọng khi tiếp xúc môi trường quốc tế. Bởi trên trường quốc tế, Tô Lâm vẫn là một kẻ chịu trách nhiệm trước mọi tội ác và chế độ này đã gây ra cho dân Việt và cả những vụ bắt cóc xuyên quốc gia nổi danh. Và đây là hình Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tác giả chỉ ra những nhân vật hiện diện trong đoàn dự họp tại Liên Hiệp Quốc do Tô Lâm dẫn đầu, tất cả đều là tướng công an và quân đội. Điều này cho thấy đặc trưng của hệ thống chính trị kiểu nhà tù ở Việt Nam hiện nay. Đó cũng là một đặc trưng mang đậm bản sắc Tô Lâm. Tác giả nhận xét, dự họp Liên Hiệp Quốc là một nhiệm vụ nặng nề của Tô Lâm, bởi chuyên môn của Tô Lâm xưa nay là bạo lực, súng đạn, là nhà tù và khủng bố, còn việc ngoại giao tiếp xúc với các quan chức chính trị gia lão luyện thì đó là một bài toán khó vậy nên vẫn theo tác giả trước khi ra đi tô lâm đã quyết định thả một số tù nhân lương tâm trước thời hạn đó là trần huỳnh duy thức và hoàng thị minh hồng việc buộc tù nhân lương tâm trần huỳnh duy thức phải nhận đặc xá dù ông phản đối dữ dội vì không thèm cái đặc xá ấy là điều hết sức hài hước và chỉ có ở việt nam những tù nhân ấy đã được biến thành món quà để tô lâm mang đi dự đại hội đồng liên hiệp quốc như một sự rửa mặt cho chế độ cộng sản mà ở đó quyền có người và mọi thứ quyền khác đều được đảm bảo, nhưng chỉ ở trên giấy. Thế nhưng, tác giả đánh giá, chuyến đi của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần này có vẻ như không được hoành tráng và không được rầm rộ như người ta nghĩ. Và đây là hình luật sư Đặng Đình Mạnh mang biểu ngữ đòi tự do cho Bùi Tuấn Lâm, người bị Tô Lâm trả thù vì nhạo bán ông. Tác giả phân tích về những thất bại của Tô Lâm trong chuyến đi này, cụ thể như sau đoàn của tô lâm không biến được cơ hội này thành chuyến thăm chính thức hoa kỳ không được bước chân vào tòa bạch ốc đó là một thất bại đến hoa kỳ với biết bao đảng phái biết bao hội đoàn từ doanh nghiệp đến khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới nhưng tô lâm chỉ gặp gỡ được nhóm đảng cộng sản mỹ một tổ chức mà hiện nay không còn con số thống kê thành viên đó là một thất bại đến hoa kỳ nơi có cộng đồng người việt đông đúc nhất ở hải ngoại nhưng không hề có cuộc gặp gỡ nào chính thức đàng hoàng được tổ chức, ngoài các sự thẩm thục kiểu buôn bạc giả của vài tay cò mồi lên tận nơi New York. Và bên ngoài phòng họp của đại hội đồng thì đồng hương người Việt tập trung đông đảo, dương cờ quạt, biểu ngữ, réo tên Tô Lâm đòi nhân quyền tự do cho đồng bào trong nước. Đó là một thất bại. Và xem ra, món quà thả tù nhân lương tâm mà Tô Lâm đem sang Mỹ lần này có vẻ không hiệu quả. Bởi người ta biết thừa một điều, thái độ đối với dân chủ, nhân quyền không nằm ở chỗ thả mấy tù nhân lương tâm ấy, đó là một thứ hàng giả và không còn có giá. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin "Những thất bại của Tô Lâm trong chuyến đi Mỹ vừa qua". Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.